á, mình trồng á, mà mấy em chị em mình không biết là để cho cái độ ẩm ở dưới bốc hơi lên á, dưới này lúc nào cũng phải có nước á, thì cái rễ nếu mà không có thì cái rễ nó cứ đâm ngang không à. Đâm ngang thì nó hút nước không được thì bắt đầu là nó rớt lá chừng. Dạ. Nó rớt lá này thì cái rễ nó phải mềm, nó phải chủi xuống để nó tìm nước, như thế này mới đúng đó. Thì muốn chơi cái cây mà mình nói thêm thôi, cây băng đa lá dẹp thì thường thường ở trong nghệ nhân của thầy thì kêu là gọi là cái cây băng đa treo. Dạ. Hay là cây băng đa lá dẹp thì bông nó rất là to, phải không nè, bông nó một chùm bao xung quanh và nhiều cái bông giống như cái tô vậy đó, rất to. Nhưng mà nếu muốn được như vậy thì bộ rễ nó phải như thế này. Dạ. À, bộ rễ lúc nào cũng phải có đậu xanh. Ồ, có đậu xanh cho bộ rễ đó anh chị em thấy nó không trồng giá thể nha, đậu không thôi. Dạ. Là tự ảnh là bám vô với ảnh, tức là rễ bám vô rễ để làm giá thể. Dạ. Bởi vì cái rễ lan này nó vẫn có cái mô xốp là giá thể của ảnh rồi, nó cũng là một cái chất bám dính, nếu mình trồng chậu nó sẽ bám vô trong chậu luôn, nó dính vô trong đó luôn. Dạ. Còn nếu mình trồng vậy thì anh này em kia này nó dính lại nè đấy, tất nhiên là nó chia lửa, nó chia nước với nhau và chia phân bón với nhau và anh phát triển. Dạ. Đó, thành thử ra muốn trồng cái này thì phải làm sao giữ bộ rễ như thế này thì thành công. Cây này cũng dễ trồng chứ không phải khó, mà mình giống như những cái chậu mà trồng có giá thể mà mình nước nuôi phân bón không đủ thì nó sẽ rớt lá, rễ nó sẽ thung. Dạ. Mà nhất là cái điều kiện mà nó báo cho mình trước là cái rễ nó đâm ngang, nó không đi xuống. Cái hiện tượng là rễ đâm ngang là mình biết là thiếu độ ẩm rồi ha. Rồi em quay xung quanh cho anh chị em mình xem một cái dàn vanda của vườn lan Út Diễm anh chị ha, là rễ đậu xanh đây anh chị ha, cái này là cái đậu xanh của cái rễ. Đây một cái...